Ngày anh về với Tuyên Quang, tân chào hồng thái cung đàn thông dong, thác mơ hùng vĩ tuổi hồng, đưa nhau vào chốn phiêu bồng thực mơ. Mỹ lâm suối khoáng đợi chờ, bên nhau thư giãn thả thơ về trời. Nà hang sinh thái ai mời, về qua bắc tạ núi đồi bao la. Kính thưa quý vị, Bích Ngọc vừa đọc những trích đoạn trong câu thơ về tác phẩm Về với Tuyên Quang của tác giả Thiên Ân. Nhưng chủ đề của video này lại không nói về những địa danh xuất hiện trong những dòng thơ trên. Bích Ngọc xin giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ hội lớn nhất của mảnh đất Thành Tuyên xinh đẹp. Đó là lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La. Lễ hội được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 3 năm 2019, tức ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch. Đến với lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La, nhân dân và du khách không chỉ được tĩnh tâm ở chốn linh thiêng, được hòa mình vào bầu không khí sôi động của lễ rước mẫu độc đáo, được đắm mình trong những cung bậc trầm bổng của chầu văn, trong liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu, mà còn được tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống. Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La của thành phố Tuyên Quang đã và đang thực sự trở thành điểm hẹn không thể thiếu của người dân và du khách. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.